không còn mặt mũi để nhìn anh nữa. Em là người vợ không giữ được phụ đạo, đã thất thân với người khác. Em có chết ngàn lần thì cũng không thể nào gột rửa được. Anh Tâm ơi, Lệ, anh muốn nói chuyện với em. Cậu còn mặt mũi nào đứng trước bàn thờ của chồng tôi? Lệ nói vậy là sao? Cậu đã gây ra bi kịch cuộc đời của anh Tâm, rồi lại chính cậu đã gây ra nỗi ô nhục cho cuộc đời của tôi. Cái chết của tôi sẽ ám ảnh cậu suốt cuộc đời. Lại nói cái gì mà nghe ghê vậy? Cái gì mà chết chóc? Cái gì mà ám ảnh? Cậu còn đứng đó mà giả vờ như mình vô tội sao? Đêm hôm đó cậu đã làm gì? Cậu nhớ mà. Anh muốn xuống đây nói chuyện với em về chuyện đó. Anh muốn Lệ tha thứ cho anh. Anh muốn nhận trách nhiệm của mình, chứ không có muốn chạy trốn. Anh sẽ xin cha mẹ cưới em làm vợ. Cậu nói điên khùng cái gì vậy? Chồng tôi chết còn chưa tìm thấy xác, bây giờ cậu đứng trước bàn thờ rồi cưới vợ người ta sao? Cậu đi ra khỏi nơi này, nhanh lên! Đi đi. Lệ à, Lệ ơi, Lệ à, Lệ bình tĩnh đi mà. Lệ à, thôi. Nghe nói mà Lệ, con làm gì mà ấm sầm vậy? Mà sao con xua đuổi cậu Gia Bảo như đuổi tà vậy? Cậu ấy nghe tin dữ, có lòng tốt xuống thăm con thôi mà. Mẹ, đuổi hắn ra khỏi nhà giùm con, nếu không con sẽ chết trước mặt hắn cho hắn vừa lòng. Lệ à, đừng mà. Lệ à, con bình tĩnh đi con. Con đang mang thai, con đừng có xúc động quá, không tốt đâu con. Cái gì? Lệ đã có... Trời Phật thật là có đức hiếu sinh đó. Thằng Tâm nó chết, nhưng mà giọt máu của nó còn để lại trên đời. Như vậy thấy cũng có phần an ủi. Con đó, con phải ráng giữ cái thai trong bụng của thằng Tâm. Nó có chết nó cũng mỉm cười nó chín suối. Dì đừng có nói nữa. Mẹ... con gian xin gì đó đừng có nói nữa. Lẹ... Sao vậy? Dì đâu có nói gì sai đâu. Lệ, sự thật có phải giống như những gì anh đang nghĩ không? Em đang mang thai. Anh xin gì đó vậy đừng có nói nữa. Sao vậy? Dì đâu có nói gì sai đâu. Lệ, sự thật có phải giống như những gì anh đang nghĩ không? Em đang mang thai. Đúng rồi đó cậu. Thằng Tâm cúng thất thì cái thai cũng được 7 tuần rồi. Ôi trời Phật, sao mà linh quá vậy không biết nữa. Không phải. Như vậy cái thai đó không phải là của anh Tâm. Hả? Tuy là vợ chồng nhưng mà họ chưa làm chuyện vợ chồng, làm sao mà lại có thai được? Trời ơi cậu Bảo, cậu nói gì kỳ cục vậy? Chuyện vợ chồng nó sao cậu biết rành vậy? Không phải giọt máu của anh Tâm thì là của ai vô đây? Cậu Bảo à, cái này cậu nói bậy đó nha. Lẹ, đến lúc này anh dám chắc một điều, giọt máu đang nằm trong bụng của em đó chính là... Cậu im đi. Đi đi. Im đi. Đi ra khỏi nhà tôi, nhanh lên. Đi ra khỏi nhà tôi. Mẹ biết con đang ở đây mà, con mau về với mẹ đi. Gia Bảo. Mẹ, con không thể bỏ đi lúc này được. Con dở chứng gì vậy? Hôm nay là ngày đi xem mắt vợ cho con. Con làm như vậy là cha mẹ bẻ mặt rồi. Mau đi về với mẹ. Không, con không có về đâu. Mẹ có đánh chết con cũng không về đâu. Ủa, có chuyện gì ở đây vậy? Hả? Mấy người đang nói lung tung chuyện gì với con trai tôi vậy? Mẹ, sẵn có mẹ ở đây, con cũng muốn nói. Mẹ đang đến xem mặt nàng dâu đó. Con đã chọn Lệ làm vợ con. Mẹ hãy chọn ngày lành tháng tốt để cưới cổ nha mẹ. Con nói khùng điên cái gì vậy?
đừng có bồng bột ăn nói hoàng xiên. Chuyện cưới hỏi không phải chuyện con nít con noi mà nói ở đây. Con đang nói chuyện với mẹ nghiêm túc đó. Con sẽ cưới Lệ, bởi vì cái thai mà Lệ đang mang đó chính là giọt máu của con. Lệ, Lệ nói gì đi Lệ? Lệ nói cho mọi người biết đi. Đêm hôm đó anh và Lệ, cái thai trong bụng của Lệ đã hình thành từ cái đêm hôm đó, có đúng không hả Lệ? Dẹp đi! Con muốn tôi chết thì con mới vừa lòng hay sao? Có phải kịp trước tôi đã làm điều gì ác mà kiếp này hết lần này tới lần khác cậu hại tôi? Cậu đã làm cho tôi có lỗi với chồng, bây giờ lại mang đến cho tôi sự nhục nhã ê chề đây. Được rồi, cậu muốn tôi chết thì tôi chết cho cậu coi. Dạ bà Hồng. Dạ Lẹ. Dạ bà Hồng. Lẹ ơi. Lẹ ơi. Lẹ ơi. Dạ Bảo hả? Lẹ. Dạ Bảo. Lẹ ơi. Lẹ làm sao dạ vậy? Dạ Bảo. Lẹ. Lẹ ơi. Lẹ. Lẹ. Dạ Lẹ. Vậy là vợ của Chính Tâm đã có thai với người khác sao? Ừ. Thật là tội quá. Nếu như vậy thì anh ta không nỡ gì Âm Ti mà ở riết trên này để lo lắng cho người vợ của mình. Thiệt ra mà nói là vợ á, nhưng mà không phải vợ đâu. Nè, sao ông lại nói vậy? Tôi cũng không biết nữa, để tôi hỏi lại nó coi làm sao. Ai? Không, để tôi điều tra lại coi làm sao. Ông nhớ theo dõi giùm tôi. Dạ. Có gì thì báo nghe. Dạ. Nếu lúc nào quẩn á, tôi sẽ qua đó một chuyến. Mà nè, nếu ông thấy có hồn ma nào lãng vãng thì ông nhớ báo cho tôi liền nha. Dạ. Đến giờ Hắc Vô Thường vẫn chưa tìm được và dẫn hồn Chính Tâm về Âm Ti. Anh ta không biết trốn nơi nào rồi. Dạ rồi, có gì tôi báo cho ngài ngay. Cái gì? Nó có thai với công tử Gia Bảo. Ừ. Còn nhà họ Đinh ở trấn Nam Môn hay sao? Thì thiệt rồi đó. Chính cậu ấy đã thừa nhận. Ủa, mà sao ông mắc gì ông mừng dữ vậy? Trời ơi, con gái mình bị người ta mần nhục, mang thai mà ông không lo lắng, ông mừng là sao? Bà ngu quá. Ừ. Được con trai nhà giàu làm nhục là mừng rồi. Trời đất ơi, ông nói cái gì mà nghe kỳ quá vậy? Cầm, tôi nói lộn. Nói chung á, có thai với con trai nhà giàu quyền thế là mừng chứ sao lo. Tôi á, là tôi chỉ nghĩ nó lấy con trai ông bá hộ làng này thôi. Ai có ngờ đâu, làm dâu của con trai nhà họ Đinh có tiếng ở trên trấn. Trời ơi, vậy là phước ba đời nó rồi đó bà. Nhưng mà người ta có chịu nhận nó làm dâu đâu mà ông mừng. Sao kỳ vậy? Kỳ gì? Nó đã có giọt máu của dòng họ Đinh rồi. Cái bà phu nhân đó bà khi người dữ lắm. Trời ơi, dễ gì bà chịu con Lẻ. Mà nó có chồng rồi, sao mà bà chịu? Gì? Có chồng đâu? Đám cưới đâu? Có ai công nhận đâu? Trời, tôi chưa hề gả nó cho ai hết à nghe. Biết là vậy, nhưng mà dễ gì con Lẻ nó làm dâu được nhà họ Đinh. Bây giờ nó có giọt máu của họ Đinh rồi, bắt buộc người ta phải cưới nó. Nếu không à, tôi kiện lên tới quan luôn. Hay quá hả? Ông kiện đi. Kiện coi, ai nhục biết liền à. Nói gì cũng nói. Mẹ, mẹ cho con cưới Lẹ đi mẹ. Con xin mẹ đó. Con câm miệng lại. Cái gì mẹ cũng có thể chiều, nhưng chuyện này thì không. Nhưng mà con yêu Lẹ, con chỉ muốn lấy Lẹ làm vợ thôi. Mẹ sẽ cưới cho con một người vợ tương xứng. Không, con không có chịu đâu. Con không có yêu ai ngoài Lẹ hết. Con chỉ lấy Lẹ thôi. Nè, chuyện gì mà sùm vậy? Cha nói với mẹ cho con cưới Lẹ làm vợ đi. Con chỉ muốn cưới Lẹ thôi.
Lệ đã có giọt máu của con rồi đó cha. Thật sao? Dạ. Chuyện này như thế nào? Chuyện này á, tôi cũng chưa rõ thực hư. Nhưng con Lệ nó là gái đã có chồng, không thể cưới một đứa đã có chồng về nhà này được. Cha mẹ còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa chứ? Nhưng mà Tâm chưa phải là chồng của Lệ. Họ chưa từng là vợ chồng của nhau. À, mà cho dù á, họ là vợ chồng của nhau thì chồng chết á thì Lệ cũng có quyền bước thêm bước nữa mà mẹ. Gia Bảo à, con nên suy xét chuyện này. Không thể nào bất chấp vậy được. Gia đình mình dù sao cũng là gia đình có danh giá, không nên cưới cô gái đã có chồng, còn gì là sĩ diện dòng họ nữa. Nhưng mà cha ơi, nàng đã có thai với con rồi. Cái thai mẹ con nói là chưa rõ thực hư. Nó có đúng của con thật không hay là của chồng cô ta? Con tính làm kẻ đổ vỏ sao? Cho dù cha có thương con trai, nhưng không thể nào chấp nhận rước một con dâu có thai với người khác. Điều đó làm điếm nhục gia phong, không thể nào chấp nhận được. Cha. Bà, bà bị sao vậy? Ta nói tình lý như vậy có đúng hay không? Ờ, dạ đúng đúng. Bà lại xuống đây để nhận đứa cháu của mình đúng không? Chuyện gì lỡ rồi đâu có ai muốn, nhưng mình có thể giải quyết được mà. Mặc dù tôi cũng chưa chắc đó có phải là con của thằng Bảo hay không, nhưng mà phải giải quyết để tránh gièm pha, không tốt cho thanh danh nhà tôi. Bà cứ nói hoạch tẹt ra đi. Tôi muốn bà khuyên con Lẹ phá thai đi. Bà nỡ sao? Chuyện như vậy mà bà cũng dám nói? Nó là giọt máu của họ Đinh nhà bà đó. Chưa chắc điều đó. Rủi đó là con của thằng Tâm thì sao? Của thằng Tâm thì nó có khác gì? Bà không thể nhẫn tâm như vậy, tội lỗi lắm bà biết không? Nói gì thì nói, tôi cũng không muốn thị phi lời ra tiếng vào. Bà cứ nói con Lẹ bỏ đi đi, như vậy á còn tốt cho nó hơn đó. Thấy nhanh hơn lần trước rồi á. Phải có tiến bộ chứ. Ủa, chẳng hay ông tìm tôi làm chi vậy? Hôm trước ông có nói cái câu Chính Tâm với lại cô Lẹ là vợ chồng. Nhưng mà tôi thấy đâu có phải là vợ chồng. Vậy là sao? Thì nghĩa là dù họ cúng mâm cơm để nên nghĩa vợ chồng, nhưng chưa có làm lễ hợp cẩn, với lại chưa có một lần ân ái, thì đâu có gọi là vợ chồng. Thiệt vậy hả trời? Sao mà chưa hợp cẩn? Cái đó sao tôi biết? Tôi đâu có chui trong đó đâu mà tôi biết. Chắc có cái gì khuất tất đây nè. Nè, tôi dặn nè, ông về bên đó phải theo dõi cô Lẹ nha. Có gì báo tôi gấp. Biết rồi. Với lại nếu như mà nhìn thấy cái hồn ma của Chính Tâm mà lãng vãng thì cũng báo luôn. Nghe chưa? Rồi, tôi biết rồi. Nhớ nha. Ghi sổ. Thôi khỏi đi. Thôi tôi về. Ông đi lẹ dữ ta. Bà chủ ơi, bà chủ. Bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Có chuyện gì vậy? Không xong rồi. Cậu đóng cửa, không có cho ai vào hết á. Bà con thấy khói trong phòng cậu bay ra nghi ngút luôn, giống như là cậu muốn đốt để tự tử vậy đó bà. Trời ơi con tôi.
Con chết cho cha mẹ coi. Cha Bảo à, con đừng làm chuyện dại dột vậy. Chỉ vì cha mẹ làm cũng đều muốn tốt cho con. Mau ra đây đi con. Bảo ơi Bảo, Bảo ơi, ra đây đi con. Mẹ con về rồi kìa. Nãy giờ nó ở trọng, tôi kêu nó hoài không được, mà nó không cho tôi vô nữa. Bà mau khuyên con giùm tôi đi. Cha mẹ bỏ mặt con, trong nhà này á không ai thương con hết, thì con sống để làm gì nữa? Chỉ có một chuyện nhỏ cỏ con, nhưng mà cha mẹ cũng không làm được nữa. Cha mẹ không có thương con đó. Gia Bảo à, con muốn gì nói đi, cha mẹ sẽ chiều con hết mà. Gia Bảo, điều con muốn á mẹ cũng biết rồi mà, mà tại vì mẹ không chịu đếm xẻ tới thôi. Con nói là con muốn lấy lẹ, tại sao ba mẹ không mừng chứ? Thì chuyện đó từ từ tính, con ra ngoài đi. Này bà, bà nói còn tiếng đi. Bà đó, thấy chưa, mẹ có thương con đâu. Đến chuyện lên tiếng á, mẹ cũng thèm lên tiếng nữa. Con sẽ không ra, con sợ trong đây chết ngạt luôn. Khi nào mẹ đồng ý cho con cưới lẹ, con mới chịu ra. Con muốn lấy nó đến như vậy sao? Đúng rồi, con chỉ muốn lấy lẹ làm vợ thôi, chứ không muốn lấy ai khác. Nếu như mà đời này kiếp này con không được lấy lẹ, thì con sẽ không lấy ai hết, con không bao giờ lấy vợ. Cha mẹ cũng được có hồng á, con cháu nội đi mà, nó giỏi tông đường. Con sẽ quyên sinh cho mẹ vừa lòng. Vậy thì con muốn làm gì con làm đi, con muốn chết thì con cứ chết, chuyện cứ con lẹ cho con, mẹ dứt khoát không đồng ý. Tại sao chứ, tại sao mẹ lại ghét quái đến như vậy? Không bàn cãi nữa, mẹ nói không là không, nhất quyết mẹ sẽ không để con lẹ bước vô nhà này. Con muốn chết á thì con cứ đi chết đi. Kìa ba. Gia Bảo, Gia Bảo, có gì từ từ con đừng làm chuyện dại dột nha. Gia Bảo, Gia Bảo. Con sao vậy hả? Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo, bà ơi. Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo ơi, tỉnh lại đi. Gia Bảo, con đừng làm cho sợ con. Gia Bảo, Gia Bảo, tỉnh lại đi con, đừng làm mẹ sợ con. Út à, lẹ lên. Lẹ. Sao con dạy dột vậy hả? Cho dù họ có tàn nhẫn hay vô tình tới đâu, con cũng phải nghĩ đứa bé trong bụng con nào có tội tình chi. Nó đã thành hình và đang được nuôi dưỡng trong huyết quản của con. Nếu như bây giờ con nhất thời hồ đồ thì sau này con sẽ hối hận đó. Cho dù thế nào thì con cũng phải nuôi lấy đứa con của con, nó vô tội lắm con ạ. À.
hay bà nhân dựng chuyện này để cho con cưới cô ấy đi có được không? Tôi thấy nó có vẻ thật lòng với cô ta, mà cô ấy cũng mang trong người giọt máu của nhà mình nữa. Tôi biết cân nhắc mà. Chuyện tôi không chấp nhận cô ta là có lý do. Chồng cô ta chưa cưới đã xảy ra chuyện đến tàn phế. Tôi có đi xem thầy, thầy phán cô ta có mạng sát phu. Làm sao tôi có thể đưa con trai mình vô chỗ chết chứ? Chuyện hôn nhân của con tại sao lại trông chờ vào thầy phán chứ? Con nó còn bồng bột trẻ con lắm, nó muốn cái gì là được cái đó. Nhưng mà cái chuyện này liên can đến mạng sống của nó, tôi không thể nào nhân nhượng được. Nhưng tôi sợ sau này nó sẽ làm chuyện dại dột đó. Ơi, đừng có lo, nó hù thôi. Đốt than mà không bịt khe cửa thì đuổi muỗi chứ không đến nỗi chết ngạt đâu. Lệ ơi, Lệ ơi, Lệ. Mẹ ơi, con chỉ muốn lấy Lệ làm vợ thôi. Mẹ cưới Lệ cho con đi mẹ. Mẹ, mẹ cho con cưới Lệ làm vợ đi mẹ. Rồi con sẽ quên thôi. Mẹ sẽ chọn cho con một người vợ môn đăng hộ đối. Anh Tâm, anh có oán trách em không? Giọt máu em đang mang trong người chính là của kẻ gây cho anh mù lòa. Chính họ đã dùng tiền để làm chuyện bất nhân, khiến vợ chồng mình tan đàn sẻ nghé. Không ngờ bây giờ em lại thất tiếc với kẻ đó và còn mang thai với hắn. Em đã quá hao thắng, lao vào hang hùm miệng sói, để rồi mang sự nhút nhớ vào người. Em tệ quá, em tệ quá đúng không anh? Em chỉ muốn chết theo anh mà thôi. Anh Tâm ơi, anh thật là ích kỷ khi ra đi bỏ em một mình. Nếu tụi mình không có duyên phận đi cùng nhau đến hết cuộc đời này thì em cũng đừng lấy đó làm buồn. Âu cũng là số trời đã định rồi. Từ nay em trút đi gánh nặng trên vai, em hãy bắt đầu một cuộc sống mới an yên hơn với Lệ. Em là một người tốt thì em phải có một cuộc sống tốt, em hiểu chưa? Chuyện gì vậy con? Anh Tâm, anh Tâm đâu rồi mẹ? Anh Tâm mới ở đây với con, anh đâu rồi mẹ? Anh Tâm chết rồi, sao ở đây được chị? Không, không, anh Tâm anh mới ở đây mà. Chị vẫn còn nghe giọng nói của anh mà. Anh Tâm đâu rồi mẹ? Chắc là nó về dặn dò con rồi nó đi rồi. Tội nghiệp nó, nó đã chết rồi mà nó vẫn còn lo lắng cho con. Ha ha ha.
Anh Tâm ơi, có ai không? Có ai không? Ông cần tìm ai? Tôi tìm ông bà Phú. Ông tìm ông bà chủ tôi để làm gì? Tôi tìm ông bà Phú để hỏi ông với bà coi có biết dạy con trai không. Trời ơi, để con trai làm con gái người ta có bầu rồi dựng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra hết vậy. Dạ bà. Đây, mẹ của nó đây. Ông muốn chửi gì thì ông cứ chửi đi. Thật tình á, làm cha làm mẹ chắc ông bà cũng biết. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi bỏ công nuôi nó cho tới khôn lớn, tới tuổi cập kê thì chọn lựa chỗ gả đàng hoàng để gả chồng cho nó. Con gái của tôi á bị công tử nhà ông bà chuốc thuốc rồi làm bậy. Giờ nó mang thai, tôi nóng lòng cho nên tôi mới to tiếng vậy thôi. Tôi hiểu tâm trạng của ông. Nếu ông đã tới đây thì... Ông cứ để tôi thưa chuyện. Xin hỏi ông một câu, ông định gả con gái ông hai lần sao? Bà đừng có hiểu lầm vậy. Cái chuyện nó lấy hiền tâm là nó tự ý, chứ cái phận làm cha là tôi không có ưng. Tôi không gả thì làm sao gọi là nó có chồng? Nhưng nó cũng đã về nhà chồng, và nó cũng gọi mẹ thằng Tâm là bà mẹ chồng kia mà. Ông nghĩ gia đình tôi có thể cưới một con dâu có một đời chồng hay sao? Nhưng mà dù nó có chồng đi nữa, nhưng mà nó chưa hề thất tiết. Nó vẫn còn là một đứa con gái trong trắng, bây giờ bị con trai của ông bà làm nhục. Nếu mà tôi không nể tình qua đây, mà tôi ghé thẳng Vinh Quang để làm cho ra lẽ, thì thử hỏi lúc đó danh giá gia đình họ Đinh sẽ như thế nào. Sao ông không làm điều đó trước khi đến đây nằm giả? Bà, tôi thì tôi chỉ muốn dĩ hòa với Quý. Dù gì nó cũng mang dòng máu của nhà họ Đinh. Bây giờ hai ông bà không nhận dâu thì cũng phải nhận cháu. Không lẽ bây giờ ông bà làm ngơ hay sao? Chuyện này không có ai cam đoan được. Giọt máu con lẹ đang mang trong người là của họ Đinh. Ông có dám chắc không? Tôi... Thiên Hạ nói đúng. Người quyền thế lúc nào cũng ăn nói ngang ngược. Tôi báo cho ông bà biết nghe, thằng Tám này tuy là thấp cổ bé họng, nhưng mà nếu muốn tôi cũng có thể lội hết các công đường, từ huyện cho tới phủ, kiện cáo cho nó ra lẽ. Ông bà cứ chờ đó đi. Kìa, ông Tám, ông Tám. Ông Tám. Con trai của mình là quấy con gái người ta thì bà phải cư xử cho phải phép. Để lôi nhau ra công đường còn mặt mũi nào nữa chứ? Đố ông ta dám đó. Nhìn cái mặt là biết thấy người sang bắt hoàng làm họ rồi. Muốn làm xui với nhà già quyền thế lắm hả? Đừng có mơ. Tôi qua đây muốn bàn với anh một chuyện. Chuyện cũ bỏ qua, anh cũng đừng có giận con lẹ nữa. Chuyện xảy ra với con lẹ, người lớn của chúng mình phải cùng nhau lo cho con đó. Lo cái gì nữa? Tôi lên gặp họ, họ nói như là phủi tay vậy, thấy ghét. Tôi nói là tôi đi thưa quan, họ cũng không sợ luôn. Chuyện đó anh cứ để cho tôi thu xếp, họ sẽ phải nhượng bộ mà cưới con lẹ cho con trai của họ. Chị nói nghe dễ lắm vậy.
tôi có giáp mặt rồi, tôi vừa đấm vừa xoa mà họ còn không chịu kìa. Tôi có cách nói của tôi. Chuyện anh lo bây giờ là sắp xếp cho con Lẹ nó về đây, nó tá túc ở đây, chứ nó không thể ở nhà của tôi mà gả cho gia đình họ Đinh được. Như vậy sẽ dễ bị dèm pha dị nghị đó anh à. Nhưng mà nó giận tôi thì làm sao mà nó về đây được? Nó sẽ về. Cha con thì làm sao mà có giận hờn được. Chị hôm nay lạ ghê. Nói như mọi chuyện chị sắp xếp xong rồi vậy. Anh cũng đừng có móc mỉa mà. Hãy tập trung mà lo cho con Lẹ. Nếu bà đến đây để nhắc chuyện cưới con Lẹ làm vợ thằng Bảo thì tôi nghĩ bà đừng có nên tốn công vô ích. Chuyện này tôi không thay đổi ý đâu. Con Lẹ nó đang mang giọt máu của thằng Bảo, thì việc bà cưới con Lẹ về làm dâu của nhà họ Đinh thì đâu có việc gì phải sai trái. Vả lại thằng Tâm với thằng Bảo cũng là anh em ruột với nhau. Giờ thằng Tâm nó đã mất rồi thì con Lẹ nó về đây làm vợ thằng Bảo thì thằng Tâm nó cũng cảm thấy an lòng đến chín suối chứ bà. Con Lẹ nó có biết chuyện này hay không? Không hề. Chuyện này cũng không nên cho nó biết làm gì. Có điều nó đã biết được đôi mắt của thằng Bảo là của thằng Tâm ghép qua. Nhưng mà cũng là do nó tự tìm hiểu chứ tôi không hề nói. Chuyện con Lẹ lấy thằng Bảo là chuyện không bao giờ hợp lý, cũng không thuận lòng người. Với thiên hạ, nó là vợ của thằng Tâm, là dâu của bà, làm sao nó có thể về làm dâu nhà tôi được chứ? Chuyện này là tôi sẽ thu xếp trước khi con Lẹ về làm dâu nhà bà. Bà sắp xếp như thế nào? Nhưng mà dù có thế nào, tôi cũng không bao giờ cho chuyện cưới hỏi này xảy ra. Bộ bà đã quên lời hứa với thằng Tâm rồi hay sao? Đây là lúc mà bà phải thực hiện lời trăn trối của nó. Tôi đã làm chứng khi bà đứng trước mặt thằng Tâm và đã hứa hẹn với nó kia mà. Sao bây giờ bà lại nuốt lời chứ? Dù là vậy, nhưng tôi không thể đem cái danh giá gia đình này chôn xuống bùn dơ vì con Lẹ. Nghĩ sao vậy? Đứa con trai của tôi là một công tử gia đình danh giá, bây giờ lại đi cưới một con nhỏ thôn quê, lại có chồng để làm vợ chứ. Trước giờ tôi đã làm cho bà nhiều việc, chưa bao giờ tôi xin bà điều chi. Nhưng mà tôi chỉ xin bà điều này. Hãy cho con Lẹ lấy thằng Bảo đi bà. Đó cũng là điều hợp tình hợp lý. Bà hãy nghĩ tới thằng Tâm mà tác thành cho tụi nó đi bà. Thôi, bà đừng có nói nữa. Cho dù trời có sập xuống, tôi cũng không cho cái chuyện này xảy ra đâu. Nếu như vậy thì tôi buộc phải nói với bà rằng bà phải làm như vậy. Bà dám ra lệnh cho tôi sao? Đúng vậy. Thật là nực cười. Chưa có ai có thể ra lệnh cho tôi bao giờ. Nếu bà không làm theo lời của tôi thì tôi sẽ đến gặp ông Phú để nói ra câu chuyện cách đây 20 năm. Thử xem ông ấy sẽ phản ứng như thế nào. Bà Nguyệt, bà dám hăm dọa tôi sao? Hãy cho con Lẹ lấy thằng Bảo đi bà. Không thể được. Vậy thì bà ép tôi rồi. Câu chuyện bí mật năm xưa bà lừa dối chồng, nếu như ông Phú nghe được thì sẽ ra sao? Bà dám? Vì thằng Tâm, tôi sẽ làm. Qua đây. Ngày hôm nay mẹ làm mâm cơm này
để cúng cho ông bà tổ tiên, về đây để chứng giám. Con bây giờ không còn làm dâu của mẹ nữa. Mẹ, kể từ hôm nay con không còn là dâu của mẹ nữa, cũng không còn là vợ của thằng Tâm nữa. Trước đây vì tụi con thương nhau nên mẹ đã đồng ý cho tụi con nên duyên chồng vợ và chấp nhận cho con làm dâu trong nhà. Nay con trai của mẹ chết rồi, mẹ không muốn ràng buộc đời con vào cái hôn nhân này nữa. Sau ngày hôm nay con hãy quay về nhà cha con để sống và có quyền đi thêm bước nữa mà không sợ trái với đạo lý luân thường. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Một ngày làm vợ của anh Tâm thì suốt đời này con cũng là vợ của anh Tâm. Anh Tâm chẳng may vắng số, con xin mẹ cho con được thay thế anh Tâm chăm sóc cho mẹ nha mẹ. Không được đâu Lẹ, con đừng có cố chấp nữa. Con trọn tình trọn nghĩa với thằng Tâm như vậy là trọn vẹn rồi. Giờ nó thành người thiên cổ thì tội tình gì con phải trói chặt đời mình vào hai chữ tiết hạnh chứ. Con dẫn thằng làng quay về nhà cha con sống đi. Mẹ, mẹ nói như thật vậy? Mẹ đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ đâu ra đó rồi sao? Mẹ nói thật mà. Trước mặt ông bà tổ tiên mẹ đâu có dám nói dối nửa lời. Mẹ, con xin mẹ, mẹ cho con ở nhà này đi mẹ, để con được phụng dưỡng mẹ suốt đời. Bây giờ anh Tâm mất rồi, con chỉ còn có mẹ thôi. Nếu con không chăm sóc cho mẹ thì con có lỗi với anh Tâm lắm. Sau này dưới suối vàng làm sao con dám nhìn mặt ảnh mẹ? Thằng Tâm nó không cần điều đó. Lúc còn sống nó cũng chỉ mong muốn con sau này được sống tốt thôi. Con cũng phải được cưới xinh đàng hoàng và có tấm chồng, có danh có phận. Nhưng mà bổn phận con phải làm điều đó. Con sẽ không để cho mẹ phải sống một mình với những ngày sau này đâu. Mẹ nói vậy mà con không hiểu sao Lẹ? Con có biết rằng con đã gây cho cái gia đình này biết bao nhiêu chuyện mà con chưa vừa lòng sao? Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Con cứ nghĩ lại đi. Nếu cuộc đời của thằng Tâm mà không vướng vào con thì có lẽ nó sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ mới có nghĩ ra chuyện cưới xin thôi thì nó đã gặp biến cố đến mù lòa đôi mắt. Đến khi nó thành vợ thành chồng thì nó phải bị mất mạng, chết chìm dưới sông mà không tìm thấy xác. Nếu như không có con thì mẹ đâu có chịu cái cảnh tre già khóc măng non. Nếu như thằng Tâm không vướng vào con thì nó đâu có chết yểu như vậy. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy mà. Mẹ nói như vậy tội cho con lắm mẹ ơi. Lẹ, con cứ đi hỏi làng trên xóm dưới đi. Ai ai cũng nói thằng Tâm nó chết yểu là vì lấy nhầm con vợ sát phu. Cái chết của nó là do con gây ra đó Lẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có nói những lời tàn độc đối với con mà. Mẹ ơi. Chị Nguyễn, sao dì chửi chị hai con? Làm chị hai con khóc rồi. Hai chị em con bắt đầu từ hôm nay cuốn gói quay về nhà cha con ở đi. Từ nay dì không còn liên quan đến hai chị em con nữa. Đi đi, đi đi. Mẹ ơi. Đi đi. Mẹ ơi. Anh Tâm, có phải em là người đã hại chết anh không hả anh Tâm? Có phải vì em mà anh yểu mệnh?
Anh có nghĩ như vậy không anh? Anh Tâm, mẹ không chứa chấp em trong nhà này nữa rồi. Em phải quay về nhà sống. Nếu anh có linh thiêng thì hãy theo phù hộ cho mẹ mạnh giỏi nha. Mẹ con đi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Lan, thôi chị em mình đi. Những gì con căn dặn, mẹ đã làm đúng theo lời trăn trối của con rồi đó. Cầu mong cho sau này đời con lẽ sẽ tránh được sóng gió, sống cuộc sống bình an vui vẻ. Lan, dậy rồi hả con? Dì có mua bánh bò cho con nè. Thích không? Ngon. Thích không? Thích. Đó, về nhà là có bánh ăn liền. Chứ ở bên nhà bà Nguyệt làm gì có, đúng không? Ừ. Thôi, con vô kêu chị Hai dậy, phụ dì làm cơm. Chị Hai không có ở trỏng. Ủa, chứ chị Hai con đi đâu? Không biết, con chạy không có thấy chị Hai. Nè, con phải để ý chị Hai con nghe không? Để nó một mình, mắc công nó nghĩ quẩn nó làm bậy đó. Thôi, đi kiếm chị Hai đi. Chị Hai ơi! Chị Hai! Chữ Đinh. Tại sao lại có túi vải thêu hoa chữ Đinh ở đây?
Sao nó lại rơi ngay nơi mà anh Tâm xảy ra chuyện? Như vậy chắc chắn anh Tâm không thể quyên sinh mà là có người hãm hại. Kẻ đó đã được thuê ra tay, và kẻ chủ mưu chắc chắn là người trong nhà họ Đinh. Chủ nhân của nhà họ Đinh, bà Phú, chắc chắn là bà ta ra tay vì sợ bại lộ chuyện hãm hại anh Tâm, mù lòa đôi mắt. Bà ta đã giết chết anh Tâm để không còn ai đối chất. Thật là khốn nạn. Hết lần này tới lần khác, bà ta đã dùng tiền để che giấu tội lỗi của mình. Tại sao bà ta có thể sống ung dung, nhỡn nhơ, trong khi gây biết bao nhiêu tội ác như vậy chứ? Anh Tâm ơi, anh chết thật tức tuổi. Gia Bảo à, Gia Bảo, con thức dậy sửa soạn quần áo đẹp đi. Con không đi đâu chơi hết, con không muốn ra ngoài. Mẹ không có biểu con đi chơi mà con phải qua làng thổ. Hả? Qua làng thổ để làm cái gì hả mẹ? Chẳng phải con Lẹ ở làng thổ hay sao? Qua đó để dạm hỏi con Lẹ. Cái gì? Mẹ nói thiệt hả mẹ? Vậy là mẹ bằng lòng cho con lấy Lẹ hả mẹ? Ừ, nhưng nếu con không chịu dậy sửa soạn thì mẹ đổi ý đó. Con dậy liền, con dậy liền. Con dậy liền, con cảm ơn mẹ. Được rồi, Lẹ lên đi. Con thay đồ nha mẹ. Ừ. Nè, tới rồi nè, tới nhà của Lẹ rồi. Là cái nhà này nè, nhanh lên. Vô đi. Em ơi, em cũng phải tin là em của chị Lẹ đúng không? Anh muốn gặp cha mẹ của em. Anh là ai? Cha mẹ em có nhà không? Dạ thưa, đây có phải là cha mẹ của Lẹ không ạ? Ủa, cậu là ai mà tự nhiên bưng mâm quả giống như đi giảm ngõ vậy? Dạ, con là Gia Bảo, công tử nhà họ Đinh ở trấn Nam Môn. Con dâng lệnh cha mẹ đem đồ qua đây để hỏi cưới em Lẹ. Mẹ, ông ơi, thì ra cái người làm cho con Lẹ cấp bầu á là người này nè. Bà, anh nói bậy bạ. À nè, cậu công tử Gia Bảo. Dạ. Dạ, mời cậu vào. Dạ, mời ông vào. Dạ. Lẹ ơi, Lẹ. Lẹ ơi, Lẹ. Lẹ ơi. Đang đi ra là phải đúng lễ, phải dạm hỏi rồi đến lễ cưới. Nhưng mà ông bà họ Đinh chỉ muốn làm giản đơn. Dạ. Cho nên họ chỉ làm một lễ rước dâu mà thôi. Dạ. Ngày rước dâu á cũng không có mặt ông bà họ Đinh, mà chỉ có tôi sẽ thay mặt đàn trai cùng chú rể là cậu Gia Bảo đến. Còn chuyện thách cưới á thì bên nhà gái cứ nói, bên nhà trai sẽ không thiếu một thứ nào đâu. Cái chuyện ông bà Đinh muốn giản đơn thì cũng được, nhưng mà cái lễ rước dâu mà không có đàn trai á thì sợ bà con dị nghị. Dạ. Tội nghiệp cho con gái của tôi lắm. Nhưng mà chẳng hay ông bà không khỏe làm sao mà lại vắng mặt trong ngày trọng đại đó thưa ông. Cái này thì ở trong nhà nói nhỏ nghe nhau thôi. Ông bà cũng biết đó, cô Lẹ đó đã có thai trước ngày cưới. Vì vậy á, cho nên theo tục lệ,
để tránh những xui xẻo của cô dâu đem đến cho nhà trai, thì cha mẹ của chú rể sẽ không đích thân đi rước dâu. Nên ông bà và cô Lẹ hãy hiểu cho điều này, mà đừng trách móc chi nghe. Nhưng mà làm vậy thì chẳng khác nào là bỉ mặt nhà gái, coi cô dâu không ra gì hết. Còn người ta có một lần đám cưới mà sao tệ như vậy? Thôi bà đừng có nói nữa. Dạ tụi tôi biết rồi. Ông nghe về nói với ông bà Su Gia, tụi tôi chấp nhận hết. Dạ. Miễn sao cái chuyện thách cưới lo đầy đủ là được. Dạ. Chị ơi, hồi nãy á có công tử gia bảo với ông nào hỏi cưới chị á. Anh Tâm, nếu anh có linh thiêng hãy về đây chức giá. Em thề rằng sẽ không để cho anh chết oan ức như vậy đâu. Nè ông thiệt là hay đó nha. Ông nói là ông bà Phú xuống cưới con Lẹ sớm hay muộn à, sao ông biết hay vậy? Thì tôi đoán vậy thôi. Sao tự nhiên ông bà Phú thay đổi vậy ta? Tự nhiên cái ân thuận chịu cưới con Lẹ vậy hả ông? Không lẽ bữa ông lên nói mà họ sợ thiệt sao? Chứ gì nữa. Trời ơi, bữa đó tôi làm cứng lắm mà nghe. Chắc họ sợ mất thể diện, cho nên phải nhún nhường mình thôi. Mà sao họ có vẻ khinh thường nhà gái mình quá à? Kiểu giống như là cưới cho có vậy á. Ồ, trời ơi, kệ đi, miệng họ chịu cưới là được rồi. Nè, cái bụng con Lẹ càng ngày càng lớn kia kìa. Mà ông, dạo này tôi thấy thái độ của con Lẹ nó sao sao á, nó lạ lạ, nó lạnh lạnh. Hay là nó không chịu hả ông? Sao lại không chịu? Đến nước này rồi mà còn không chịu thì có nước tôi đuổi nó ra khỏi nhà. Bây giờ không lẽ nó mang tiếng là có chữa quan vậy sao? Rồi sao nhìn bà con lối xóm được? Nó thì trai mặt, chứ thằng già này không muối mặt được. Nó mà còn không chịu hả, tôi bỏ nhà tôi đi xứ khác cho coi, để cho nó sống một mình ở đây. Thôi không nói nữa, nói hồi ông quậu giờ đi ngủ. Nghe lời gì bẩm lại đi con ha. Đã. Tóc của con á là dì làm cho con đẹp nhất cái làng này luôn đó. Hồi xưa dì lấy cha con đâu có được làm tóc đẹp như con đâu. Cả cái làng
là ra coi đợi đám cưới của con đó. Con vui lắm phải không? Con sắp về làm dâu nhà người ta rồi đó. Nhất là gia đình của ông bà Phú, người ta giàu có danh giá. Con nhớ là phải nhập gia tùy tục, nên phải thật để ý tới cái lời ăn tiếng nói, đừng có để cho người ta cười chê mình. Mà dì thấy công tử Gia Bảo cũng thương con thiệt lòng, vậy dì cũng thấy yên tâm. Có dì nó sẽ che chở, nó giấu bớt cũng đỡ cho con. Hả con? Cha, cha, tới. Tới rồi phải không? Cha thấy rồi, cha thấy rồi. Bà ơi, đàn trai tới rồi bà ơi. Ôi. Con gái xong chưa? Xong hết rồi. Yeah. Chào ông. Chào ông. Dạ. Dạ. Dạ con chào cháu. Dạ. Hôm nay tôi xin phép đến đây đem xin lễ đến nhà để xin rước dâu. Dạ. Dạ. Nè, tụi con cho đem xin lễ vô đi tụi con. Cứ để đây. Để đây, để đây. Hôm nay tôi đến rước dâu cho gia đình họ Đinh. Dạ. Yeah. Tôi đưa chú rể qua đây. Yeah. Để rước cô Lẹ về nhà làm dâu. Dạ, yeah, cảm ơn nhiều. Bà ơi. Ơi. Đưa con gái mình ra trình với lại đàn trai coi. Rồi, tôi nghe rồi. Rồi. Đi. Đi con. Nè, cái mặt tươi lên coi. Đàn trai người ta tới rồi, ủ dột như vậy. Người ta cử lắm đó. Đi. Cười lên con. Con. Đây. Cười lên. Đây, 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 qua đây. Dạ, kính thưa gia đình. Dạ. Nhà gái. Dạ. Tôi xin đại diện cho gia đình nhà trai. Dạ. Hôm nay qua đây. Dạ. Để trình lễ. Xin phép ông bà thân sinh cho cô Lẹ về làm vợ của cậu chủ Gia Bảo và làm con dâu của nhà họ Đinh. Yeah, dạ, chúng tôi làm nghỉ. Dạ. Sao tôi thấy cái thái độ của con Lẹ hổng rài á, nó lạ quá không? Nó cứ lầm lầm lì lì, không vui không buồn. Cái mặt của nó lạnh tanh hà. Trời ơi, nó đang vui mà nó kềm chế đó bà ơi. Hạnh phúc ập đến làm nó bất ngờ quá, cho nên nó bị vậy hơi đâu mà bà lo không biết nữa. Chà, mấy cái thứ này nó đẹp ghê chưa bà ơi. Bà thấy mấy khúc giải nó đẹp ghê chưa, hợp với bà lắm á. Mà hình như không phải. Tôi thấy nó tôi còn sợ nữa mà. Trên cái khuôn mặt của nó che giấu cái điều gì đó, giống như là nó toan tính một cái gì đó mà nó giấu ở trong lòng, không cho ai biết hết. Bà đa nghi quá. Đa nghi gì? Có gì đâu. Bà không thấy hả? Trước khi đi nó còn dặn dò phải chăm sóc thằng làng kìa.
Bà mà không làm theo lời nó, về nó chửi cho mà biết rồi nghe. Nó bây giờ vợ của công tử Gia Bảo à nghe, con dâu của nhà họ Đinh quyền thế à nghe. Nó bây giờ nó hét ra lửa đó nghe bà. Biết rồi. Ủa mà thằng làng đâu rồi? Ủa mà nó đâu rồi ta? Ồ tao không biết đâu bà ơi, nó đi đâu nó chơi đó chứ có gì đâu. Đẹp quá đi bà ơi, quá đẹp rớt bà ơi. Đừng có vô. Mày làm gì vậy Bẹp? Tại sao không được vô? Mà nè, mà mày đó, tại sao không thắp đèn lên rồi không văng qua lên giống như một cái cọng đám cưới chứ? Dạ, thì bà dặn sao thì con làm vậy thôi. Mà cậu á, cậu dẫn mợ đi ra ở phía cửa sau đi, chứ không có được đi cửa trước. Cái gì? Đi cửa sau hả? Dạ. Tại sao không đi cửa trước mà phải đi cửa sau? Con đâu có biết đâu, bà dặn vậy á thì cậu làm theo ý của bà đi. Thôi được rồi, bà đang ở đâu? Để tao thưa chuyện với bà. Ê cậu, con năn nỉ cậu mà. Cậu đừng có cãi ý của bà. Bà trách mắng tụi con á, tội nghiệp tụi con nha cậu. Con xin cậu luôn á. Cậu cứ đi vòng vô cửa sau đi. Khi gặp bà rồi á thì cậu hỏi bà sao. Nha cậu, con năn nỉ cậu luôn đó nha cậu. Tội nghiệp con mà cậu. Lạ đời thiệt. Đi đi. Dạ dạ, cậu mở đi theo con nha. Đi. Nè, ở không sao không chịu dọn dẹp? Cứ để lung tung đòn gánh với đất như vậy. Dạ, cái này á là không phải tụi con không dọn, mà là tụi con mới đặt đó cậu, để theo lệnh của bà. Cái gì? Sao mẹ ta lại để đòn gánh dưới đất ngán cửa như vậy chứ? Dạ, con mời mợ bước qua. Thật là nhiều trò. Thôi được rồi, để ta vô hỏi mẹ mới được. Dạ, con mời mợ bước qua. Bước đi mợ. Mẹ, sao phải bắt đi cửa sau rồi phải bắt bước qua đòn gánh là sao vậy mẹ? Sao cứ đi vòng vòng quá trời chiêu trò vậy mẹ? Theo tục xưa, cô dâu có thai trước khi cưới để tránh xui xẻo tai ương cho gia đình chồng,
phải bước vô nhà bằng cửa sau. Dạ, bước bà. Qua đòn gánh á, là để rũ bỏ cái xui bên ngoài cửa. Mẹ làm điều đó chỉ tốt cho cái nhà này thôi. Rước về rồi đó hả? Mẹ bàn chỉ nhiều thứ vậy. Mà thôi, anh với em vô trong lại bàn thờ tổ tiên đi. Không được. Chuyện gì nữa vậy mẹ? Cô dâu có thai trước khi cưới, không được thắp hương trước bàn thờ, không được lại gia tiên. Mẹ chỉ cử kiên theo tục lệ của ông bà thôi. Mẹ sao mà lại nhiều kiên cử vậy chứ? Rồi bây giờ vợ chồng con làm gì đây? Đi từ sáng sớm tới giờ con cũng mệt rồi. Con vào trong phòng con nghỉ ngơi đi. Thiệt là mẹ làm con mệt thêm đó. Thôi em với anh vô phòng nghỉ đi. Con cứ vào phòng một mình, để nó ngoài này cho mẹ dạy việc. Mẹ à, có chuyện gì á thì ngày mai mẹ dạy vợ con, chứ giờ vợ con cũng mệt lắm rồi. Mẹ kêu con vào thì con cứ vào đi. Mẹ kỳ quá à. Bẹp. Dạ bà. Lột hết vòng vàng nữ trang đem cất cho bà. Lấy bộ đồ cho mợ mày thay, rồi dẫn xuống nhà sau đi. Dạ bà. Đi theo tôi. Về làm dâu nhà người, chắc cô đã thuộc lào tam tòng tứ đức. À mà quên, mẹ cô đã mất khi cô còn nhỏ, chắc không ai dạy cô cặn kẽ, nên để ta dạy cho cô hiểu. Con dâu á thì phải đủ tứ đức mới là dâu hiền. Đức thứ nhất là phụ dung, đi đứng dáng người phải đoan chính hòa nhã, quần áo tóc tai lúc nào cũng phải chải chuốt cho gọn gàng. Đức thứ hai gọi là phụ công, phải khéo léo trong việc bếp núc thiêu thùa. Đức thứ ba cô cần phải ghi nhớ, đó là phụ ngôn. Làm đàn bà, lời ăn tiếng nói phải hòa nhã dịu dàng, đừng có câu nẩu, mà the thé thì rất khó nghe. Còn đức cuối cùng là phụ hạnh. Đàn bà thì nết na làm đầu, phải biết kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, lấy nết hiền hậu mà đối đãi với nhà chồng. Nên nhu mì chín chắn, để tránh hợm hỉnh buông lời cay nghiệt với mọi người, làm xấu mặt nhà chồng. Dạ, con nghe. Tài gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, đó là nghĩa tam tòng, nên cô cần phải hiểu ý nghĩa của nó. Khi còn ở nhà thì theo cha mẹ, lấy chồng thì phải theo gia đình chồng. Nhà chồng có thế nào thì cũng là người của nhà chồng, nương nhờ mà sống. Nói tóm lại, kể từ bây giờ cô chỉ biết thằng Gia Bảo nhà ta thôi, nên phải hết lòng hầu hạ chăm lo cho nó. Dạ con nghe. Cô phải hầu hạ chồng cho chu đáo, thức dậy sớm khi chồng chưa thức, ngủ sau khi chồng đã ngủ, phải đoán trước tâm tánh của chồng mà hết lòng hầu hạ.
Nói vậy chắc cô chưa có hiểu. Để ta chịu khó nói rõ hơn một tí. Như phải có thau nước trước mặt khi chồng vừa thức dậy, phải rỉa xương cá khi chồng muốn ăn, phải biết bưng nước dâng lên khi thấy chồng ho khan hay khát nước. Dạ, con nghe. Vì cô đang có thai cho nên phải kiên cử, không được ngủ chung phòng. Cô cứ ngủ ở đây, tuyệt đối không được lên nhà trên khi nhà có khách. Ăn cơm thì không được ăn chung với chồng, chỉ ăn thừa sau khi dọn mâm xuống. Dạ, con nghe. Cô đừng tưởng được thằng con tài chánh thì lên mặt trong cái nhà này. Tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào nếu cô phạm vào bảy điều. Đó là không con, dâm dật, không thờ cha mẹ, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông và có ác tật. Dạ, con xin ghi nhớ. Còn về phần thằng Bảo, cô nên nhớ, người chồng có quyền nặng hơn người vợ. Đó là quyền tự do. Nó muốn đi đâu thì nó đi, nó muốn chơi bời, cô cũng không có quyền cấm. Nó có quyền năm thê bảy thiếp, mà cô thì không được quyền lên tiếng. Thằng Bảo được quyền giao thiệp việc làng việc họ, chứ cô thì không được can dự. Còn về tiền của ta thì ta không cần nói nhiều. Chắc cô cũng hiểu cái câu trai tay không chẳng ăn mày vợ, gái trăm vạn cũng phải nhờ chồng. Cô hiểu chưa? Dạ, con xin nhớ những lời mẹ dạy. Buổi đầu ta chỉ dạy bấy nhiêu đó thôi, sau này ta dạy thêm. Có gì chưa quen á thì cứ hỏi con bẹp. Nhưng có một điều ta nhắc cô về cách xưng hô, không được gọi là cha mẹ mà phải gọi là ông bà chủ như những đứa ở đợ trong cái nhà này. Còn với thằng Bảo, cô cũng không được gọi là chồng, mà khi nói chuyện phải nhớ là dạ thưa cậu chủ. Dạ, thưa bà chủ. Mẹ à, cho con cưới nó là mẹ đã nhân nhượng với con lắm rồi. Nó về làm dâu nhà này thì nó phải làm đúng phép tắc, cho đúng đạo dâu con. Nếu mà con lén lút làm trái ý mẹ thì chỉ tổn hại cho nó mà thôi. Nhưng mà mẹ à, nhưng dù gì á, Lệ cũng là vợ của con, là mợ ở trong căn nhà này. Sao mẹ để cho nàng ở dưới ở chung với kẻ hầu kẻ hạ, con làm sao đặng? Chưa hết, mẹ quên là nàng đang mang thai con của con hả? Làm sao mà nàng có thể làm việc nặng được chứ? Khi trước mẹ làm dâu còn cực khổ gấp mấy lần của nó mà mẹ có tham gian đâu. Nó muốn làm dâu nhà giàu thì phải biết cái phép tắc hầu hạ gia đình chồng như thế nào. Hay nó nghĩ cưới được con trai gia đình quyền thế rồi á thì ăn trên ngồi trước, có kẻ hầu người hạ chứ. Mẹ, nhưng mà mẹ con có nên hà khắc với Lệ ăn vậy chứ? Nếu con không dạy á thì sau này nó leo lên đầu con nó ngồi, sẽ xem gia đình chồng không ra gì. Còn đúng là đứa không nên thân, cưới vợ mà cũng để mẹ dạy giùm nữa hả? Mẹ, mẹ. Má, trời hừng sáng rồi, mà coi dậy á, mà nấu nước pha trà cho ông bà đi chứ, đặt trên phòng khách á, trước khi mà ông bà dậy. À, mà còn nữa, mợ nhớ á, là phải mang thức ăn cho ông bà ăn sáng nữa. Nhớ ông á thì không được bỏ nhiều tiêu, còn bà thì nhiều ớt, nhưng mà phải bỏ ít hành. Mợ đừng có nhớ lộn đó nha, là chết luôn á. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi lo cho ông bà chủ xong á, mợ lên phòng lo cho cậu Bảo. Cậu á thì dậy rất trễ, khi cậu Bảo chưa thức á thì mợ không được xông vào phòng, cứ đứng ngoài cửa. Khi nào cậu thức á sẽ gõ vào thành giường 3 tiếng, tức là cậu thức dậy. Khi đó bưng thau nước vào, thau nước rửa mặt á, mợ nhớ pha nước á thì 3 nóng 7 lạnh, vậy mới ấm ấm, không làm phỏng mặt cậu. Còn nữa, xem kỹ hai mặt cái khăn,
đừng để có gì trầy xước mặt cậu nha mợ. Con mời ông dùng trà. Mời bà dùng trà. Em đứng chờ nãy giờ ngoài đó đó hả? Sao chịu lên tiếng? Dạ, bẹp dặn em đứng chờ, khi nào cậu thức mới được vô. Để xuống đi. Mai mốt á, em cứ xông vô, em đừng có đợi. Đứng vậy vừa mỏi chân, mà bưng một thau nước như vậy á, mỏi tay lắm. Nhưng mà bà chủ la thì sao? Bẹp bảo bà dặn em vậy, em không có dám cãi. Anh có cách này nè. Mai mốt á, em chỉ cần giả bộ là lấy tay búng như vậy nè. Vậy nè. Đó. Là anh sẽ thức dậy à? Búng. Búng thử đi. Sai rồi. Cái đó là búng cá. Còn bây giờ mình phải búng tôm vậy nè. Đó. Để sâu xuống. Đó. Nghe một cái tách một cái. Đó. Thử đi. Đúng rồi. Anh nghe một cái tủng vậy là anh sẽ thức dậy. Dạ cậu. Em hiểu rồi. Hả? Sao em lại gọi anh là cậu? Bà dặn em là gọi cậu như vậy á. Nhưng mà bây giờ trong phòng này đâu có mẹ đâu. Cậu ngồi xuống đi. Mời ông. Con mời bà. Ăn đi bà. Ăn đi ông. Mời cậu quan sát. Đêm qua em ngủ có ngon không? Ở dưới có lạnh lắm không? Em lấy thêm mền đắp nha. Còn nữa, việc gì mà nặng nhọc á, em cứ để cho con bẹp nó làm. Bởi vì em phải nhớ là em đang mang thai đó nha. Cậu đừng lo cho em. Cậu ăn sáng đi. Mời cậu ăn sáng. Sao cậu không ăn đi? Mọi thường á, anh không có tự ăn. Mẹ anh đút cho anh ăn quen rồi, cho nên em đút cho anh ăn đi. Hôm trước em đã nói rồi, cậu phải tự ăn chứ. Sao bây giờ lại như cũ rồi? Quên ha, phải tự ăn chứ. Cậu, vậy cậu có biết người chữa đôi mắt cho cậu tên là gì không? Anh đâu có biết, với lại anh cũng không quan tâm. Mà nè, đứng đó làm gì? Em ngồi xuống ăn chung với anh đi. Đâu có được, bà thấy sẽ quở trách đó. Không sao đâu, mẹ anh đâu có ở đây đâu. Em ngồi đi. Ngồi xuống đi mà. Không được đâu.
Nè, không sao đâu. Anh đút cho em ăn nè. Ăn với anh một miếng đi. Nè, em ăn đi. Nè. Hả? À... Bảo à, quan sát xong như vậy. Dạ, dạ con đang ăn mẹ ơi. Nhân ơi, thầy Nhân. Thầy Nhân. Nghe. Có chuyện gì gấp lắm hay sao? Mà thấy ông có vẻ gấp gấp quá vậy. Nghe, gấp mà gấp. Gấp thiệt, gấp lắm. Gấp, gấp lắm. Ông ngồi đi. Ừ. Ừ. Nè, tin mới. Cái hôm rồi á, tôi thấy hồn ma của Chính Tâm nó lãng vãng ngoài cái làng thổ á. Thật sao? Ừ. Vậy anh ta quay về làng mình thật sao? Đúng vậy. Vì cô vợ đi lấy chồng nên thấy anh ta lãng vãng quanh đó. Thấy khi nào? Vậy ta phải gọi Hắc Vô Thường lên tìm anh ta, bắt giải về âm ti mới được. Không có kịp đâu. Tôi thấy từ hôm kia lẫn cái đám cưới của cô Lẹ từ hôm kia rồi. Giờ chắc anh ta không còn đó đâu. Hôm kia? Vậy sao giờ mới báo? Tại nó báo chạy quá. Nó là ai? Không. Tại tôi lo chuyện khác nên tôi báo chạy. Vậy là cô ta đã đi lấy chồng rồi sao? Ừ. Chính Tâm mới chết kia mà, là người vợ không thủy chung. Sao Chính Tâm lại yêu thương mà lại không nỡ rời xa? Dạ thưa, không phải vậy. Cái chuyện này nó nhiều ẩn khúc mà. Cái đám cưới này á là do Chính Tâm này nó muốn vậy đó. Thật như vậy à? Ừ. Sao Chính Tâm lại muốn vợ mình lấy chồng khác? Là vì muốn tốt cho cô ấy thôi. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Tôi cũng không biết nữa. Mình quên hỏi ông thổ địa làng thổ coi sao lại như vậy. Hên là ông không hỏi tiếp, nhưng mà ông hỏi nữa mình cũng không biết phải trả lời sao nữa. Để anh, để làm cho. Nè, không được đâu, bà la chết. Không sao đâu mà, cứ để cho anh. Cậu. Ê nè, em để anh, đưa đây. Không được. Em ngồi nghỉ đi, anh làm cho. Bà kêu con. Mày có làm theo lời tao dặn không? Dạ có. Mới canh năm á là con đã dựng đầu mở dậy rồi, bắt mở nhóm bếp nè, rồi quét dọn trước sau. Sau đó thì xách nước, giặt giũ. Trưa thì bữa củi nấu cơm. Con lôi hết chuyện ra bắt mở làm luôn. Cho đến tối mịt á con mới cho mở ngủ. Vậy nó có phản kháng gì không? Dạ không. Con thấy mợ cứ làm lì lì không à, mà không có một chút than vãn gì hết đó bà. Nhưng mà... Nhưng sao? Cậu hai á cứ thấy xót ruột, xong rồi cứ giúp cho mợ không à bà.
Trời ơi, cái thằng Thiết Tinh nè. Mày cứ tiếp tục hành hạ nó cho tao. Nếu nó có bất kỳ phản kháng hay nó có thái độ gì, để tao có cớ tống nó ra khỏi cái nhà này. Dạ bà. Nè, đó, củi nè, mở cứ vẽ đi nha. Đưa anh coi. Thôi em vô nghỉ ngơi đi, để anh chẻ củi cho. Thôi không được đâu. Không có sao đâu, tay đau sao chẻ củi được. Cứ vô nghỉ ngơi bà đi. Bà la đó. Không ai thấy đâu, để anh chẻ cho. Để anh chẻ cho. Ngày mai dậy sớm á, nhớ nấu nước pha trà. Mà nhớ là đi chợ sớm, đi chợ mua được cá bóng để về kho cho ông. Món đó là ông thích. Nếu mà mợ ra trễ á, người ta mua hết là bà mắng mợ đó. Mà mợ nhớ nha, mợ mà mua mắc hơn bà mua á, là bà mắng mợ té tát luôn cho mà coi. Tội cho con quá. Trời, cô kia, cô đang có bầu con so, sao dám hái trái trên cây cao vậy hả? Cô có biết cô làm như vậy á là cây sẽ rụng hết trái hay không? Đàn bà con gái mà sao không ý tới gì hết vậy? Dạ, dạ cô xin lỗi, cô không biết. Cô xin lỗi bà. Nói ra là cô cứ nói không biết là xong chuyện hay sao? Thiệt là nặng hơi mỏi cổ mà. Mợ đừng buồn, bà rất tin và kiên kỵ nhiều thứ lắm. Mợ phải biết ý bà mà sống, chứ không sẽ bị mắng tè tát đó. Tôi không biết, tại tôi thèm nên. Nếu mợ cần gì á thì cứ nói tôi hái cho mợ ăn. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Út nha. Trời ơi là trời, đứa nào tỉnh chiếu một lúc ngược như vậy, có phải muốn cái nhà này náo lộn xao xáo hay không? Dạ bà, chắc là mợ hai bà không biết á. Không biết nên giải cho nó biết. Đúng là cái thứ chết cha chết mẹ không ai hay mà. Ừ.
đừng buồn, bà rất tin và kiên kỵ nhiều thứ lắm. Mợ phải biết ý bà mà sống. Cậu nè, em thấy ở cổng ra vào có con chó đá. Nó có ý nghĩa gì vậy cậu? Ý nghĩa gì á thì anh không biết. Anh chỉ nghe mẹ nói là để xua đuổi tà ma và trừ kẻ tiểu nhân. Trừ kẻ tiểu nhân? Ừ. À, con chó đá đó không phải là tự mang về đặt để đâu, mà phải mời ông thầy địa lý về cúng kiến 2 ngày 3 đêm mới xong đó. Mẹ anh tin lắm. À, em cũng nên lưu ý đừng phạm phải những điều sau đây, như là ngồi ở bậc thềm ở giữa nhà nè, vợ chồng không được dùng chung khăn sau bị độc nè, đầu năm kiêng mặc đồ chàm màu xám nè, nhớ nghe. Thầy Nhân ơi, thầy Nhân, thầy Nhân ơi, thầy Nhân, thầy Nhân, là anh à? Dạ. Tôi quay lại đây là để theo ngày về em thi. Anh đã quay lại làng thổ và chứng kiến đám cưới của vợ anh với người khác sao? Cho nên buồn bã, không muốn ở lại dương gian chứ gì. Trái lại, tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc bên người mới. Tâm nguyện của tôi lúc còn sống đã thành hiện thực rồi. Bây giờ tôi không còn lưu tiếc ở trần gian nữa. Ừ, vậy thì ta sẽ dẫn anh về âm ti để trình diện Diêm Vương. Dạ. Mời bà ngồi. Dạ. Lâu rồi á tôi mới có dịp ghé thăm. Sẵn hôm nay ổng có việc lên thị trấn, tôi tháp tùng theo. Nếu vậy bà ở lại dùng cơm trưa nghe, tôi sẽ kêu tụi nhỏ mần cơm đãi khách. Thôi, để bữa khác đi. Hôm nay á tôi có hẹn ăn cơm với nhà ông Tổng Nam rồi. Con mời bà uống nước. Con mời bà uống nước. Bà uống nước đi. Cảm ơn bà. Nè, tôi nghe nói nhà bà có dâu mà sao không thấy đãi đàn chi hết vậy? Đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt. Nè, mà sao không kêu lên đây chào hỏi tôi một tiếng đi? Ôi trời ơi, vợ thằng Bảo không có được dạy lễ nghĩa. Lên nhà trên chỉ xấu hổ thôi. Nói thêm xấu hổ chứ không có được môn đăng hộ đối. Nhưng tại vì tôi chiều thằng Bảo cho nên tôi cứ quách cho rồi đó chứ. Thằng Bảo á, nó muốn gì mà bà không chịu? Con cái làm khổ cha mẹ. Đúng là khổ. Đi ra đi vô, đụng mặt tối ngày, khó chịu lắm kìa. Bởi vì vậy tôi cho xuống bếp, đâu có cho lên nhà trên. Vậy cho khuất mắt. Đợi nó đẻ xong ha, tôi bắt cháu, tôi tống ra khỏi nhà cho rảnh nợ. Nó có thai rồi sao? Có thai được 3 tháng rồi đó. Vậy là bà vào thế rồi. Thế cái gì chứ? Là dâu chứ có phải là mẹ tôi đâu. Nó vào cái nhà này mà nó hó hé hả, là tôi nhấn cái đầu nó liền chứ ở đó mà giỡn với tôi. Dù sao nó cũng mang giọt máu nhà họ Đinh đây mà. Nay mai nó đẻ ra thằng con trai, đó là quý tử, thì coi như là cục vàng cục bạc cho mà xem.
Chứ còn con dâu thứ nhà tôi để thằng con trai, giờ không có nể mặt ai hết. Kể cả con dâu trưởng cũng lớn à. Ông nhà tôi xem nó như cục vàng vậy đó. Ra mặt bên vực nó nên càng ngày nó càng lấn lướt. Thiệt là ghê gớm. Cái con này mà nó đẻ con trai thì chắc chắn nó sẽ làm nơ, sai khiến cả con trai của mình chống lại mình. Nó sẽ dính vào đứa con mà nó sanh ra mà làm đảo lộn cái nhà này thì lên mặt lấn lướt cho mà coi. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Không thể để nó sanh đứa bé này ra được. Nhưng mà dù sao nó cũng là cháu nội của mình mà. Không phải của thằng Bảo thì là con của thằng Tâm. Mình không thể nhẫn tâm làm chuyện thất đức như vậy được. Có sao không? Dạ con không sao thưa ông chủ. Tự nhiên con thấy chóng mặt. Nè, con đừng ráng nữa, chắc là do con đang mang thai, sức khỏe không tốt. Để đó, dạ kêu thằng Út giúp cho. Dạ thôi, đừng ông. Bà thấy bà sẽ rầy con. Con làm được rồi, cảm ơn ông. Dạ, con cảm ơn ông. Cẩn thận. Bà nè. Hồi chiều tôi ra sau hè thấy con Lẹ nó đang mang thai, sao để nó làm chuyện nặng nhọc như vậy? Rồi rủi có gì biết sao? Thì nó là dâu, mấy chuyện đó nó làm thì cũng đâu có gì là quá đáng. Nhưng chuyện nặng nhọc như vậy phải né. Giọt máu họ Đinh thì phải biết giữ gìn chứ. Sau này nếu là con trai thì nó là cháu đích tôn của nhà này mà. Sao ông biết đó là con trai? Tại vì tôi ước vậy mà. Chẳng phải trước đây bà cũng muốn có đứa cháu nội đích tôn sao? Dù có ghét bỏ con dâu, nhưng nó cũng có công đẻ cho thằng Bảo đứa con và cho gia đình mình một đứa cháu trai nối dòng. Bà cũng đừng hà khắc quá. Tôi mệt rồi, ngủ trước đây. Người nấu ăn đã xong chưa? Dạ, thức ăn cũng xong rồi. Khi nào bà ăn, con sẽ dọn lên. Cô đó, đừng có làm bộ làm tịch, làm như là phục tùng lắm vậy đó. Trong cái nhà này, mọi việc đều do ta quán xuyến và định đoạt. Ông có can thiệp cũng không thay đổi được gì. Nè, đừng có dở cái trò khổ nhục kế trước mặt ta. Nghe chưa? Ta nói cho cô biết, ta làm dâu khi cô còn chưa ra đời, những cái mánh lới đó đó là ta đã dỡ ra hết rồi. Ta cảnh cáo cô, nếu cô còn làm ba cái trò giặt vãnh đó, ta sẽ cho cô biết tay. Nhớ đó. Bà, mình đi lên bà ha. Đi lên bà. Từ từ thôi bà.
nữ mà bà trước về khắc khẩu với bà lắm, đúng không? Nói không quá một câu là thấy bực bội trong lòng rồi. Nói thiệt, vì thằng con trai nên tôi phải nhân nhượng mà rước nó về. Với lại nó đang mang thai nên tôi đành chịu vậy. Cô cậu xem dùng tôi một quẻ xem sao. Gia đạo từ lúc có người lạ vào nó lộn xộn xào xáo quá. Cô cậu sao vậy? Hòa khí chi tường, quái khí chí dị. Nghĩa là sao thưa cô cậu? Cái thai nó mang quả là không tốt. Đứa bé chưa được sanh ra đời mà tà khí nó quá nặng. Hả? Bà nên tránh xa, đừng có chạm vào, kẻo bà hao tổn thân thể, dẫn đến bệnh tật, xui xẻo lắm đó. Bà có sao không bà? Bà có sao không bà ơi? Bà có sao không? Bà xuống đây chứ. Ta xuống coi người nấu ăn đã xong chưa. Vậy hả cô cậu? Vậy là tôi đã rước hòa vào nhà rồi hả? Nghĩa là trước đây gia đạo trong ngoài khí hòa, hòa nhã nên toàn là điềm lành mang đến. Còn bây giờ trong nhà toàn là quái lệ nên điềm dữ sẽ xảy ra. Quái gì là do cái con dâu mới của bà mang đến đó. Cái cô này thiệt sự không có hiền đâu. Nếu mà cô ta sanh đứa bé này ra thì mọi việc trong nhà của bà sẽ bị đảo lộn. Rồi sau đó vợ chồng bất hòa, mẹ con sẽ trở mặt. Vậy sao cô cậu? Rồi nó có khác tuổi ai trong nhà không? Không khác cũng thành khác. Con của bà sẽ sanh con trai, nó sẽ là đứa cháu đích tôn trong gia đình. Lúc đó mọi người trong gia đình bà sẽ xem nó như là bảo bối. Và lúc đó đứa con dâu mà bà rước về sẽ biết lựa thời cơ để chụp lấy thời thế của mình. Cô ta sẽ làm mình làm mẩy, yêu sách đủ thứ. Tôi nghĩ lúc đó bà sẽ không còn tiếng nói trong gia đình mình nữa đâu. Không, không thể nào. Sao lại có thể xảy ra chuyện ngược đời như vậy chứ? Không, không bao giờ. Thì bà cứ chờ xem. Nếu như tôi nói sai á thì bà cứ tới đốt am của tôi đi. Mày đã nói bà ta đến ngay chưa? Dạ có. Nhưng tại sao không đợi bà ta đi cùng mà về trước vậy? Dạ bà ta còn đỡ đẻ cho người khác. Trời ơi là trời, đỡ cho người khác thì bao giờ tới nhà mình? Mày chạy đi thúc bà ta nhanh. Nếu không đưa được bà ta về đây á thì mày đi luôn đi. Dạ con biết rồi ông, con đi. Kìa ông, có chuyện gì xảy ra vậy? Chưa bao giờ tôi thấy ông giận như vậy hết. Trời ơi, con dâu thì đau bụng đẻ rồi mà thằng Út nó ngu như con bò. Thiệt tình mà. Thôi, chắc để tôi đi kêu bà đỡ tới. Đợi nó như gà kéo cửa mã, chết con dâu nhà mình nữa. Ủa, đẻ rồi sao? Nhanh vậy? Thôi, tôi đi cho lẹ. Ông ơi, ông ơi, sao ông hốt hoảng không nghe tôi nói vậy? Trời ơi, mà sao ông phải đích thân lo chuyện này chứ? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Gì? Giờ con sanh rồi, giờ con sanh rồi mẹ ơi. Là con trai mẹ ơi. Đây là cháu nội đích tôn của dòng họ Đinh nhà mình. Nè anh Bảo, sao lại ẵm con ra ngoài? Gió máy ruộng nó bệnh rồi sao? Anh chỉ bồng ra đây để khoe với mẹ chút xíu thôi. Anh sao ẵm con vô liền mà. Nhưng nếu nó có bề gì á thì anh có đền được cho tôi đứa con trai này hay không hả? Thôi được rồi, anh biết rồi. Ẵm nó vô đi. Anh biết rồi mà, được rồi. Ẵm vô. Nhìn ba nè. Cháu đội của tôi đi sau. Cháu đứa con của tôi nè. Là con trai đó ba.
Cha, để anh bảo ẩm vô đi, rồi tha hồ mà nựng với nhéo. Để ngoài này không có tốt đâu. Vợ con nói đúng đó. Ẩm nó vô trong đi, cục cưng cứ nổi rồi. Cưng quá. Anh còn đứng đó nữa hả? Tôi không cho anh tới gần con nữa bây giờ. Anh biết rồi, anh sẽ ẩm con vô liền mà. Nè, mọi người có thấy tôi còn hiện hữu trong cái nhà này nữa không vợ? Gì vậy mẹ? Mẹ vào phòng rồi muốn nói gì nói. Đừng để vợ con giận. Vậy sao con không sợ mẹ giận? Con Giang, mà đừng có so đo với con Lẹ. Nó có công để cho gia đình mình, đứa cháu nội đứa tôn là quý rồi. Tất cả trên dưới nhà này phải tập trung cho cục cưng này. Thôi ẵm con vô trong đi, nội cũng vào với cục cưng của nội. Còn đây. Ở đó nữa, nhanh lên. Mình vào thôi, vào phòng thôi con. Vào phòng thôi. Ông ơi, Gia Bảo. Gia Bảo. Bà mơ thấy ác mộng nữa hả? Ông ngủ đi. Rồi, ra nhà. Rồi, ra nhà. Đúng là ác mộng. Không lẽ cả nhà này sẽ có ngày như vậy hay sao? Không thể để chuyện ngược đời này xảy ra được. À vợ, hôm qua mẹ đi thầy bà giữa bên cồn á, đến khi về mặt mẹ kỳ lắm. Kỳ là kỳ sao cậu? Mặt mẹ quạo đau à, rồi đọc đi đọc lại cái câu gì mà hòa khí chí tường, quái khí chí dị, rồi lẩm bẩm á rằng tự dưng rước cái thứ quỷ quái gì về, gì mà chướng đạo ông dương, rồi sa hại chết luôn anh. Vậy bà chủ đang nói ai vậy? Anh đâu có biết, nhưng mà anh thấy mẹ kỳ lắm, cho nên anh không sáp lại gần luôn. Vậy chắc bà thầy đó phán cái gì đó nên bà chủ mới bực bội trong lòng. Ừ, chắc là vậy rồi á. Sao lá bùa lại có hình trẻ em? Dạ, thưa cô cậu, con là gia nhân nhà họ Đinh. Bà con hôm trước có đến đây gặp cô cậu.
bà ta đâu? Sao không đến đây? Dạ bà con không được khỏe, bà kêu con tới đây à. Có việc chi? Dạ hôm trước cô cậu có đưa cho bà con bùa về chôn, nhưng bất cẩn bị ướt nhẹp, cho nên bà con kêu con tới đây xin lại. Được rồi, đợi ta xin bùa khác đưa cho. Dạ. Bùa này trấn ếm điều gì vậy cô cậu? Trấn ếm để gia đạo không xào xáo lộn xộn. Nhưng mà sao lại có hình đứa trẻ à? Thì xào xáo xuất phát từ đứa con nít, nên phải khiến cho nó chết yểu thì mới mong được bình an. Nhưng trong nhà bà của con đâu có đứa trẻ nào đâu. Có, ở trong bụng của đứa con dâu bà ta đó. Để lẹ lên bà, qua cái cầu này là tới phải không? Em có hao. Thôi đi lẹ lẹ nghe. Có gì không mợ? Anh Út cho tôi hỏi, cái nhà lá này dùng để làm gì vậy? Trước đây thường cất vật dụng cũ không xài, nó cũng bỏ phế rồi, không ai lui tới. Nhưng sao tôi thấy trong chòi có thức ăn dương giải và có cả bình rượu nữa, như vậy là có người ở mà. Thì cũng có, nhưng mà ở vài hôm rồi đi. Là ai? Khách sao không lên nhà khách ngủ, sao lại chui xuống chỗ này? Chẳng phải có gì đó bất tiện, không muốn cho người khác biết sao? Mà hỏi nhiều làm gì vậy? Tôi cũng đâu thèm để ý đâu. Mà mợ để ý làm gì? Nó muốn tìm hiểu cái gì chứ? Dạ con cũng không có biết nữa. Nhưng mà ít khi mà mợ mở miệng nói chuyện lắm. Nhưng hôm nay á lại thắc mắc, tại sao cái chòi phía sau lại có người lạ ở đó bà? Cái con nhỏ này không đơn giản, chắc chắn là nó có ý đồ xấu. Mày phải luôn luôn để mắt tới nó. Tao chỉ sợ cái nhà này đang nuôi ông tay áo đó. Dạ con biết rồi thưa bà. Nè. Dạ. Mày kêu nó lên đây cho tao dạy việc. Dạ thưa bà. Có phải nó vào nhà này làm dâu với mục đích này hay không? Nó đang muốn tìm tên Bảnh và tìm hiểu về chuyện ghép mắt. Nếu còn để nó trong cái nhà này thì sẽ có ngày bị nó lôi ra con đường mà đối chất. Không được, phải tống cổ nó ra khỏi nhà sớm chừng nào tốt chừng ấy.
trước mắt, phải xử cái yêu khí nằm trong bụng của nó đó. Thưa bà chủ gọi con. Tôi nghe. Có ngôi chùa làng bên rất linh thiêng. Sáng mai cô dẫn theo con bẹp, nó dẫn đường cho. Qua đó nhớ xin thầy lá bùa bình an cho đứa con. Nhớ đi sớm về sớm nghe chưa? Dạ thưa bà chủ, con xin phép. Ủa bà, chùa nào mà linh quá vậy bà? Nó đâu vậy bà? Thì cái chùa Linh Châu ở trên núi chứ đâu. Cái chùa mà hôm trước tao với mày đi rồi đó. À dạ con nhớ rồi bà. Bà ơi, vậy để con kêu người phu khiêng cán, chứ cái núi đó cao lắm bà. Ây da, quá. Tao muốn như vậy mà. Nghe tao dặn nè. Dạ. Phải bắt nó leo lên núi, càng cao càng tốt, nghe chưa? Nhưng mà con nghe nói á, thai phụ mà leo cao á thì dễ xảy thai lắm đó bà. Nhưng rủi á mà mợ có xảy ra chuyện gì á là cậu không có tha cho con đâu bà ơi. Lúc đó tao sẽ vịn vào đó mà chửi là nó không biết giữ cái thai, và tao có cớ đuổi nó ra khỏi nhà. Mày còn không hiểu nữa à? Dạ thì ra là vậy, con hiểu ý bà rồi. Thật là tàn nhẫn. Bà ta sao lại có thể ra tay với đứa cháu của mình như vậy chứ? Bà ta thật là nhẫn tâm, vì mê tín mà ra tay với đứa cháu của mình sao? Ngày mai nếu theo lời bà ta leo lên ngọn núi đó thì cái thai của mình sẽ xảy ra chuyện. Đúng là ác độc thiệt. Sao bà ta lại nghĩ ra cái cách thâm độc như vậy chứ? Nhưng nếu cãi lời bà ta thì không thể. Nhưng nếu cứ thế mà đi thì hậu quả sẽ khó lường. Phải cầu cứu Gia Bảo mới được. Chỉ có Gia Bảo mới cản được chuyện sáng mai thôi. Nó đang ngủ, đừng có làm phiền. Ta đã dặn, cô không nhớ hay sao? Dạ, con muốn mang thau nước vào để khi cậu thức dậy có mà rửa mặt, vì con phải đi chùa với bẹp. Cứ để ngoài đó, ta sẽ cho thằng Út mang vào. Cô cứ theo con bẹp đi chùa, kẻo trễ. Dạ, nhưng mà nước nóng, con sợ anh Út không cẩn thận thì... Cứ để đó, ta sẽ dặn nó. Đi đi. Dạ thưa bà con đi. Chùa Linh Châu, chùa Linh Châu, chùa Linh Châu, chùa Linh Châu. Mở, mình đi thôi, nhanh lên mở. Chùa Linh Châu, nhanh lên mở.
Hôm nay anh hơi mệt cho nên anh về trễ. Em đợi anh lâu rồi có phải không? Cậu. Ủa, sao lại là mày? Mợ đâu? Dạ con không biết. Sáng nay bà sai mợ đi đâu đó với con Bẹp rồi. Đi đâu mà từ sáng sớm vậy? Mình phải đi qua bên đó mới tới cái chùa. Mợ nhắm á, mợ có đi nổi không? Tôi khỏe mà, em đừng có lo. Dạ. Bà nói á là phải có lòng thành thì trời Phật mới chứng giám. Bà muốn chính mợ phải leo lên ngôi chùa trên đỉnh á. Ừ, tôi biết rồi. Mình đi đi, đừng nói nữa. Ừ. Mày bắt nó phải leo cho bằng được, đừng để nó thoái thác hay tìm cách né tránh, nghe chưa? Lẹ. Ủa cậu, có chuyện té đó, sao lại leo lên đây? Ừ, sao cậu tới đây? Nè, ta chưa hỏi tội ngươi, còn dám hỏi ngược lại ta hả? Tại sao ngươi dám dẫn mợ đi leo núi? Con biết là mợ đang mang thai không? Sao không kiếm người cán mợ lên? Dạ, con đâu có biết. Tại bà nói á, đích thân mợ đi lên á thì mới có lòng thành. Thôi được rồi, cậu với bà sẽ hỏi tội ngươi xong. Nè, em đi xuống đi, đừng có leo trèo như vậy không có nên đâu. Cậu về đi, tôi phải lên chùa theo lời bà dặn. Nếu không thì bà sẽ quở trách. Thôi được rồi, vậy em đứng đây chờ anh đi. Anh tìm phu á để cán em lên. Đừng, tôi tay chân lành lặn, mắc gì phải cán. Ờ, vậy thì để anh. Nè, leo lên. Leo lên. Không được. Em cứ leo lên đi, đến cổng cho. Nghe lời anh đi mà. Tại anh nghe thằng Út nói mẹ sai vợ đi đâu đó mà anh tìm mẹ mãi mà không thấy. Tự nhiên ra sân chơi với con Sáu, anh hỏi vu vơ mà nó nói à, nên là anh mới biết là em ở đây đó. Ta buồn quá à. Không biết vợ ta đi đâu rồi, mẹ ta cũng không thấy nữa. Ta buồn lắm luôn á, không ai nói chuyện với ta hết. Chỉ có mình mày thôi, nhưng mà mày cũng đâu có nói chuyện với tao đâu. Hay là bây giờ á, tao với mày nói chuyện với nhau nha. Bây giờ á, Sáu nói chuyện theo tao nghe. Hôm nay trời đẹp, hôm nay trời đẹp, mày nói đi. Hôm nay trời đẹp. Mày giỏi lắm. Mày chán quá à. Mày chỉ biết nói những câu đó thôi, nghe hoài cũng chán tai. Phải chi á, mày biết vợ tao đang đi đâu thì hay biết mấy. Đưa lên cháu, đưa lên cháu, đưa lên cháu, đưa lên cháu. Mày nói gì vậy? Cái gì mà chùa Linh Châu ở đây hả? Nói tao nghe coi. Chùa Linh Châu. Chùa Linh Châu. Hay là ý mày nói vợ tao đang đi lên chùa Linh Châu, đúng không? Chùa Linh Châu à, cảm ơn mày nhiều nha. Chắc là lúc em với con Bẹp nói chuyện đứng gần nó, nó nghe nên học lỏm đó. Nhờ như vậy
anh mới biết em đi đâu và đã đến kịp lúc. Em thấy con Sáu thông minh không? Con Sáu không có thông minh, cậu mới thông minh đó. Thiệt hả? Lâu lắm rồi anh mới thấy em khen anh đó. Nè, sau này có chuyện gì gấp gáp, nhớ là khi con Sáu nhắn nhủ với anh là được nhé. Ừ. Mẹ ơi, mẹ ơi, tụi con về rồi nè mẹ. Ừ. Dạ, thưa bà, con đã lên chùa và được thầy cho lá bùa bình an. Mẹ, chùa trên đó nó cao ơi là cao, nó xa ơi là xa. Hai vợ chồng con leo tận đó mà thở dốc luôn á, mệt ơi là mệt. Ừ, có con đi. Dạ, có chứ, con chạy theo sau. Cũng may á là có con lên kịp. Cổng vợ con lên núi thẳng đứng. Mẹ thấy con giỏi không? Ừ, con giỏi lắm. Trời đất ơi, mẹ mẹ, cái con bẹp á, nó ác lắm đó. Nó bắt vợ con phải leo núi, mà nó leo lẻo, nó nói là bà bắt cái này, bà bắt cái kia. Nó đổ thừa đúng không mẹ? Chứ làm gì mà mẹ kêu như vậy, đúng không mẹ? Thưa bà, nếu bà không còn gì dạy bảo, con xin phép xuống bếp làm việc ạ. Vợ, vợ, chờ anh với vợ. Không biết sắp tới bà ta còn giở trò gì nữa. Bà ta muốn mình mất đứa con này để lấy cớ đuổi mình ra khỏi nhà. Đúng là nhà giàu, vô tâm, máu lạnh. Đến cả đứa cháu nội mà cũng từ bỏ, không chút mảy may.